Rồi, Phương Trương Chi xin chào cả nhà nha. Phương Trương Chi xin chào cả nhà nha. Bữa nay tiếp tục Trương Chi đi bắt cua nữa cả nhà. Là cái ngọn này nữa nha cả nhà. Đây hành trình đi bắt cua nữa. Nước này hay cũng rộng đại nên đi thử có cua không nha cả nhà. Rồi mình tiến hành lên đi nha. Chảy nước đem về cái măng cầu một chút rồi bổ sung ngọt rồi cả nhà, đem gặp con cua luôn cả nhà, nước bự nhỏ này. Nhưng mà có dấu rồi cả nhà. Và mình bắt một cái ngách đây cả nhà ơi. Sâu quá, quá sâu rồi. Cũng cua coi nè, dầu kẹp rồi, mới nhét vô kẹp rồi. Cua có bắt dầu cũng càng quá, chưa chưa sao rồi, một càng đi đứt rồi, rồi đừng càng bây giờ uống kìa đây nha, khu là máy đúng càng rồi, cũng có hai ao. Đây cả nhà, anh coi chỗ này nè, nó cao lên rồi nha cả nhà, nè, nó bắt được cua, nó bỏ ra đây luôn, chắc nó ốp đây, ốp na cả nhà. Ôi, chứ hãng mà làm dữ hơn đấy, chọc uống rồi. Cho số quá. Đây cả nhà, đang đây gặp con cua này. Đây.
nó gốc cây này không có. Thì mới đào thôi. Đào bên đó các bạn nha. Đây thì bá luôn. Dây trổ. Lột nó ra cả nhà. Quá trời ạ. Cua bự ra rồi nha, ốp thiệt mà trời lo. Rồi rửa coi nha, nó đào lên, cua đào lên nhỏ. Ốp na ăn ốp. Đây, cua đây nữa cả nhà. Mới bắt lên đó con. Này gốc cây. Xuống đây gặp nó em. Cái nhát nó đây. Bắt luôn. Đụng nó luôn. Cua rồi không bự nghe đấy. Chắc ốp nữa quá. Nghi quá. Đây. Ốp nữa rồi. Ốp nữa cả nhà. Đây là hai cái nhà. Ở đây cũng gặp thằng cua nè. Thằng này thì nó không ở nha. Qua thằng nhỏ này nè. Dấu nó bấm trẹm trẹm nè. Ai mày hả bự đúng không?
Đây này, có cua rồi mà không biết nằm đâu sao. Nó gai thôi nè. Cua cả nhà ơi. Xíu quá. Có mà vậy. Có rượu luôn. À. Thằng kia nó không chạy. Rồi, nó bỏ vô. Đây, đây gặp con cua nữa cả nhà. Nãy giờ là chỗ này nó bốn hang rồi nha. Cua đều không có. Bự luôn. Cua có dấu trong đó đó, để mình rùng má lại cho cả nhà xem, nó dù chỗ này ổn rồi cả nhà, cũ hay trèm trèm ha. Rồi, cái hang đó nè, hang này chắc ăn công ra đây nè. Rồi ra đây bắt cả nhà, cũ rồi, hang này không có mà cũ, cua lỗ nó vậy. Ra ta cái máy luôn nè. Yeah, con cua. Yeah. Đúng rồi đây cái nha. Đây đầu đó luôn. Đây mình lùi xuống cái đầu đó bắt luôn nha. À, đây cái máy không được gì. Lên đó rồi, lùi xuống. Con chạy ra đây. Được cực cái gắm cả nhà. Gắm mà đập đây. Gắm mà đập đây. Chà, cua chắc. Mới chắc tới, không chắc luôn nữa, được rồi. Vậy là được rồi. Cua ngon ghê. Hàng ngon ghê. Đây sao mũi dưới không. Đây cả nhà. Đây, con cua đây coi nha. Đi, có dấu đó rồi. Ôi. Chạy ngất cái.
con cua coi này, lên lên, đừng nói tôi mềm nữa, thiệt con cua này chưa dám mềm nữa, đây đây, con cua, ốp luôn chứ mềm gì nữa. Ốp không? Đây có há ao cái nha. Có bóng gì? Có bóng gì? Chạy nè. Chạy đâu? Ôm chạy. Linh đâu rồi, chạy rồi, đâu chỉ cạn ghê coi nha, à lốp ốp nào, nó đào đây hang lên đó nằm nè. Ăn nó mạnh à. Bắt cua đó các bạn. Ốp ốp con trói. Gì có hả anh ơi. Đây cả nhà. Đây cả nhà. Gặp con cua đây cả nhà. Đúng mà nè. Nó gạch luôn. Chưa học nữa. Mà chắc có con cua. Mà nè. Đây ok. Ghê. Cái lỗ này hay cả độc. Chạy đến đây rồi. Đang bấm xuống rồi nhà. Hèn chi kẹt tí. Co trong lỡ. Nhỏ. Khó nữa. Đó kìa. Đây. Cua bông. Cua này kêu cua sen. Có cua sen là có cua su. Cua gì đây nha. Này phải rõ quýnh bỏ đây luôn. Con nào còn ha. Này cấu con cua nè. Cua trống rồi nha các nhà. Ngoài ra đây. Cấu rồi chứ không có cấu nó vô cái đó đó luôn. Cua bùi đại.
đỡ không, thấy trong khe đây ra quá thiệt mà. Đi còn còn sâu sâu hết rồi sao ăn cua cái gì vậy? Sâu quá cả nhà. Cua rất mềm luôn, hay gì đó lọt qua cái ra xấu. Ngồi là được chim chép luôn, bá luôn nha. Đây còn luôn cá nữa. Ê, con cua trông ghê. Đây con kìa, bá luôn rồi, cái nước nha. Ba con luôn. Đâu không thấy hang mà mọi băng kìa chết. Sâu đá ra. Đây cua coi nè, mồi được ba chân chết thằng già luôn. Wow, ngon. Ồ, cua muốn cốm luôn cả nhà. Nè. Đá, hồ cũng cua luôn. Cốm rồi. Cua này mai cốm luôn. Để bắt trái một bữa hai bữa cốm coi nè. Trời ơi gì.
có lụm con nào xào con nấy cả nhà. Vậy là mừng lắm rồi. Hay là thôi chắc sợ từ xa cả nhà thấy cái miếu luôn cả nhà, trời ơi ghê quá, mình đã nổi gà luôn cả nhà, nói với gà cục đó, không biết là ai hở lâu chưa nha, để mình mạo hiểm vô hứa nha cả nhà. Đây làm gì có một cua đây luôn nè, không phải con ngói đây luôn nha, rồi cái này sao mà lâu dữ nữa, sao mà để dột nát hết trơn rồi cả nhà, chỉ có tấm hình thôi nha cả nhà, này hình như lâu quá rồi không có dấu giò dấu cắn gì ai được. À, giữa rừng luôn rồi cả nhà. Đó chỉ có tấm hình thôi để mình vô coi cái sao. Đó. Ở gà. Có tấm hình đây không cả nhà. Có con lồng nữa nè. Nè, đá cốc gì đâu. Đây còn xin phép ông nha. Con lao lên cái tấm này hư rồi sao nha. Không biết hờ sao nha cả nha. Nè nhang thì nó cũng lâu lắm anh, con cũng không biết sao đi hư thì vậy nè, hình như không còn ai đi vô đây nữa nha cả nhà, mà chỉ có tấm hình thôi nè, toàn đồ lục hết, mình đi mình nghe cũng hơi ngói đồ sao rồi. Bỏ tùm lum hết cả nhà ơi. Đó cái ngôi miếu coi nha, cái này là không biết mình ai hở gì mình cũng không biết, dưới rừng đi này cũ lắm rồi nè, rồi để mình đốt mờ ông bà rồi hút nha, giờ chứ không biết sao thằng thánh gì đây. Con kiếm ông bà để hút nha, giờ không biết để đâu đây nữa nè. Rồi nhang này cũng lâu lắm rồi cả nhà, nè cả nhà thấy không, hai con rồng luôn này, mà không biết hình gì cũ lắm rồi, hết thấy mờ không thấy chữ tàu lắm rồi cả nhà. Đứa hút nha, con mời đứa hút nha, nè. Mình bên Tinh Lành thì mình không có lại gì hết nha cả nhà, thì đến đây thì con mời ông bà hút hút nha con nha, rồi nè coi nhà đi giáp vòng đây nè cả nhà, thì đây cũng có mũ thì cũng ém rồi, một cây một hết rồi đó, ngói rồi dột hết đi giáp vòng à, hình như hồi đó là cái gì ta hờ nè, cốc cây bự bự không nè cả nhà, ngói thì bỏ ở đây mà không có ai lại đốt nhang nó hết, chỉ còn tấm hình thôi, nên là mình nhiều khi mình đốt đứa hút mà thằng khánh nào cho mình một hang cua nha, mong là vậy nha, không có người nào vô đây luôn nha cả nhà, rồi yếu nè.
ăn luôn nha. Dột tạ tá tay luôn. Đó, con gì hư hết rồi cả nhà. Anh Dương lần nó quay rõ cho các anh xem đi. Nếu ai có hờ thì trên tấm hình này hờ nha. Chứ bỏ đây hay lạnh lẽo quá. Mình lên cái video này cả nhà xem cả nhà thấy. Thì đây cũng có cái gốc cây. Gốc cây rồi nó đéo cũng ngon kìa đó. Ai hãy rình gì hờ nha cả nhà. Chứ bỏ đây không nên nha. Này, Chương Chi cũng lên cái video này cho cả nhà xem nha. Đây cũng có đục cái hình con gì này cả nhà. À. Đục cái hình con gì nhìn thấy rõ không cả nhà? Con này là con gì mình cũng không biết, là gốc cây mà nó đục cũng hay lắm nha. Một cái bần khờ bên đây thì cái hình cái con gì á, con khỉ hay là cái con gì mình cũng không biết được. Mình đi cả nhà, nếu mà ai thấy xem được cái video của Tương Chi á thì cả nhà đem tấm hình này gì hờ nha, chứ đi bỏ lâu lắm rồi, bỏ quang rồi nè. Đây là hai bên đó, bốn bên là rừng không nha cả nhà. Cây cối cũng bự không, tùm luôn. Có chỗ này hơi trống. Đây có cục gò đây nữa cả nhà. Thì mình mới vừa ra cái miếu đây cả nhà. Thì mới ngồi đi hút gặp được hai cua đây cả nhà. Hên ghê không? Quá trời hên luôn nè. Mà không biết bắt được hay không nha. Ăn gió nó chết nè. Gió móng tay chứ. Gió nó tì lên nè nha. Đó, miếu chỗ đó đó nha cả nhà. Thử coi nhìn thấy nè. Còn cái món này cũng khó ăn nha. Mình này thì không có móc luôn. Cái cua này chắc nó giữ nhà luôn quá. Không ăn được nữa rồi. Cua này nằm đây lâu rồi cả nhà. Cua bự lắm á. Cháu nó bấm lum nè cả nhà. Nó đi đâu này. Ừ, qua đây sẽ bắt được cua này thôi. Không có thằng đào quá tay luôn. Cuối trời mà cuối cùng mình cũng ông bà hư mệt quá, mình chẳng cách đây này nha. Đây cô mới vừa bò ra này. Cô nhờ đốt đi hút á, nay dần thục chết luôn, đừng có mắm đó tay đỏ chừng luôn. Cuối cùng bắt được cua này. À ghê. Đây. Rồi chắc. Ngay mình. Nướng luôn nha cả nhà. Hên ghê. Cuối cùng mình tục tác tục lùi nó ra nè. Không biết có ôm không. Rồi. Đúng rồi, đốt đốt đi hút rồi được có lợi hơn cả nhà. Cái này có hầm đào bắt được, không có hầm đào nãy giờ mình hụt tay 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 chân luôn cả nhà. Đây mình chụp hình nền với con miếu luôn nha.
cua tại đây luôn nha, quá ngon, không còn gì bằng. Có lòng là Chúa sẽ ban, thằng Khánh sẽ đến cho mình. Bà đậu hương ha cả nhà ha, có lòng là ông bà hương thôi. Đây cả nhà ơi, có gió rồi, tiếp tục đi cả nhà ơi, hên quá. Đây hồi cua đây cả nhà, thủng cua cả nhà. Giờ nãy cái miễu là được con nữa nè cả nhà ơi. Trời ơi nó chạy ra luôn cả nhà. Chạy ra. Giờ nó bò chạy ra nè. Trời ơi. Xem video cả nhà thấy nhà đem cái tấm hình nó gì hờ nha cả nhà. Không hờ. Đưa cho ai hờ đi, để rất lạnh lẽo lắm. Rồi đừng còn nữa cả nhà. Rồi được con này nước cũng lớn quá rồi, mình về nha. Cũng mừng quá, nhờ đó làm được hai con nha. Sát bên luôn. Mũi chạy luôn á, nè nha, chạy mũi luôn. Rồi cái bịch này ướt luôn, bài tan nát luôn nha. Ra ghe luôn cả nhà, nước ngập quá nè. Quá tắm rửa rồi, quá rồi cả nhà xem đi. Đây cả nhà, hành quá con chi đây, con được mang ngay chỗ cái miếu nè. Con ghê, một con này, con này đang lồng lạch hai con, ba con, con này bắt ngay chỗ miếu luôn. Bốn con, năm con, sáu con, bảy con, tám con, một khóm. Còn lần đầu tiên gãy cam, mừng con. Cú đen, cướm. Đó. Mấy cái nhỏ này không có quay được. Mừng mấy con. Mấy con hành quá như đây cả nhà. Ba chim chép. Ba chép khủng. Rồi mình xin kết thúc video đây nha. Phú Chi xin chào tạm biệt cả nhà nha. Cả nhà xem clip thấy hay thì cho Phương một like và đừng quên lượt đăng ký luôn nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà nha. Rồi được như đây cũng được hai cái cua cả nhà.
mà đều cua này ốp nhiều không có chắc.